À, con là Nông Thị Nguyệt, ngụ ở 42 Bis Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con đến hỏi dùm bạn Vi Taikoto a@gmail.com 10 câu hỏi mà bạn ấy đã hỏi trong chương trình Vấn Đáp Đạo Phật ngày nay từ ngày 22 tháng 3 và 23 tháng 3 năm 2020 ạ. Rồi, con hỏi đi. Dạ, câu hỏi 1. Thưa bác, trong Kinh Lăng Nghiêm có câu Niết bàn sanh tử đẳng không hoa, có thầy dịch là niết bàn hay sanh tử đồng như hoa đốm trong hư không, là ý Đức Phật dạy cái gì ạ? Niết bàn sanh tử đẳng không hoa, niết bàn là giống như cái sự mà sáng tối giữa ban ngày đêm thôi, chứ không có thật. Cái câu đó và ông giải thích vậy là đúng, có nghĩa là sanh tử ở trong này mình sống thế giới thực trí này giống như thức ngủ, ngủ thức vậy thôi, nó không có thật. Vì sống ở trong thế giới vật lý này nó phải quy luật nó là phải vậy, nghe không? Gọi là niết bàn sanh tử đẳng không hoa, giống như là cái giống như cái hoa đốm ở trong hư không thôi, nghe không? Lúc có lúc xa, cái con thấy ở đây mình không thấy con đốm đốm chứ nhà quê đó đi con tối con chớp 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 giống như cái đèn đó bay ra rồi chớp tắt rồi là qua đốm, là cái chỗ đó qua đốm là cái con đó, đó. Thành ra trong học trò nó coi là cái đoàn gì đốm đốm đó. Nó gọi là đốm đốm đó. Ông Phật gọi là qua đốm, đó là đốm đốm của cái con đó, đốm đốm là giống như là cái chớp tắt của cái không. Bởi vì mà 100 năm mình thấy xa cái sự thật rất nhanh. Đối với một trái đất 1 tỷ năm, 100 năm là ăn thua gì, thấy không? Vậy thì bây giờ ở trong cái niết bàn sanh tử đẳng không qua là cái chỗ này, niết bàn này là cái gì? Ông nói là niết bàn quá thành. Quá thành, nó quá thành rất lâu mà nó giống như qua đốm. Còn đối với con người mình không ăn thua gì hết á. Thấy không? Ông nói về thế giới vật lý này. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, câu 2. Trong Kinh Kim Cang có câu nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán, là ý Đức Phật dạy cái gì ạ? Cái này là giống như là cái cuộc sống này là giống như là cái ánh chớp của cái trời vậy, phải không? Tất nhiên nói là cái nói là chớp tắt liên tục ở trong không gian đó, thế giới này. Cái cuộc sống của mình như vậy là cái cuộc đời nó qua đời này đời kia đời kia, nó giống như cái trường hợp mà của cái trời vậy đó, thấy không? Đó ông Phật ông nói vậy thôi. Bởi vì mà tại vì sao cái câu chuyện này muốn nói được thì phải đi vào trung tâm vận hành luân hồi, khi nó xóa hết rồi đó thì mình mới nói câu là sao, nghiệp chướng bổn lậy không, tất cả nghiệp ở trong thế giới nó không thấy, nó không có sự thật. Tại cái câu này nó nằm trong Kinh Kim Cang á, thấy không? Trong Kinh Cang nó mới nói cái này. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, câu hỏi thứ 3. Bát nhã vô tri, vô sở bất tri có nghĩa là gì ạ? Chữ tri là biết. Chữ biết ở thế gian này á, nó không có chính xác được. Thấy không? Chữ sở là cái nơi, mà vô sở là không có cái nơi rõ ràng ở do trong thế giới này đó. Nói về cái tri của cái thế giới này nó không có sự thật, nó không đúng. Gọi là vô sở bất tri. Cái thế giới này dù có biết cái gì cũng là không đúng sự thật. Ý ông Phật muốn nói chỗ này nè. Bởi vì cái thế giới này là cái thế giới luân chuyển, có không có. Mà mình nói bằng có cũng không được, có đâu, mới vừa có nó mất. Vì thế mà trong kinh nó thường có nói là quá khứ, hiện tại, vị lai, ba thời không thật là cái chỗ này nè. Luôn nó luân chuyển mà, luôn lúc nào nó cũng luân chuyển, nó không có thật được. Thành ra Đức Phật muốn nói cái thế giới này là cái pháo ảo tưởng, ảo giác. Vì thế mà vô trong cái trung tâm vận hành luân hồi thì nói là mình mới biết là sự thật không phải thế, cái nhân quả này nó không thường không có, mà nó chỉ nó giả tạm, nó có trong thế giới vật lý thôi. Ý ông Phật muốn nói là vậy. Giờ con hỏi tiếp đi. Câu hỏi 4. Thưa bác, trong Kinh Pháp Hoa có câu chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng,
Ý là Đức Phật dạy cái gì ạ? Bây giờ đó, cái trong cái thế giới này nó không có cái nào mà thật hết. Nó là chỉ là cái pháp sinh diệt thôi. Cái tướng sinh diệt, tướng sinh diệt, chứ nó không có bằng sự thật. Cái bản lai là cái bản chất và cái tới cái lui của nó đó, nó không có thật, nó chỉ là luân chuyển theo quy luật vật lý thôi. Đó, thành ra Phật mới nói vậy, nói cho biết rằng thế giới này là cái thế luân chuyển, không có thật. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu hỏi số 5. Thưa bác, trong kinh Kim Cang có câu: nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà, bất khởi thánh tâm, tức thiện cảnh giới, là ý Đức Phật dạy gì ạ? Tất cả cái cảnh giới trong thế giới này nó có, nó đều tà hết, không có đúng, không có nào đúng sự thật hết. Vì thế mà Đức Tổ Huệ Năng nó kêu, nó Tiền Tông ra đời nó nói rồi cái là các cái tông tà nó bị phá hết từ cái chỗ này. Ông muốn đề cập đến cái kinh Kim Cang nằm ở chỗ này. Tất cả trên thế giới này, tất cả gì mà có trên thế giới đều là giả dối hết. Mà anh nói thiệt là anh tà đó. Người ta không có hiểu. Vì thế kinh Kim Cang này nó nói trắng bóc luôn cái vấn đề mà vấn đề linh thiêng huyền bí ở chỗ này nè. Kể chứng đắc luôn, nó phá luôn cái chứng đắc. Thế giới này không có chứng đắc gì được. Muốn anh không, trong thế giới này mà nói chứng đắc đó, là anh nói theo cái tưởng của anh thôi. Đã thế giới này chứng đắc thì có chứ không phải không, nhưng mà nó không có dài. Ví dụ như là nói tôi đắc thánh, thánh ở đâu? Lên trời gì, tôi cho lên trời đi. Cái cũng 110.000 năm cũng xuống, 10.000 năm cũng xuống chứ cứ ở ngoài đó đâu. Nhưng mà đối với cái không gian này, 10.000 năm đang thua gì? 10.000 năm là giống như cái tuổi thọ của trái đất một chu kỳ thôi. 10 tỷ năm, mình thì giống như 100 năm của mình thôi. Đời mình 100 năm cũng chết, trái đất 10 tỷ năm nó cũng chết, chứ nó có sống hoài đâu. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Thưa bác, câu hỏi số 6. Tổ Quy Sơn nói: thật tế lý địa, bất thọ nhất trần, vạn hạnh môn trung, bất xả nhất pháp, là ý Tổ nói gì ạ? Ông Tổ nói là trên thế này là không có gì bằng thật hết đó. Anh nói về cái nào thật ở trên đất này hoàn toàn không có gì là thật hết. Cái lý địa thế giới này nó hoàn toàn không có thật. Tổ Quy Sơn muốn nói cái chỗ này. Nhưng mà ông nói được, nhưng mà khi ông thực hành sai. Ông không hiểu là gì sao? Ông biết được cái khi mà ông được Tổ Huệ Năng á công bố cái quyền ký ra, ông nắm được cái này. Nhưng mà quyền ký còn nhớ được, còn đọc hết, hoàn toàn không có nói đến cái giải thoát. Mà ổng nghe, ổng hiểu được, ổng giải mã được cái này. Nhưng mà cái giải thoát hoàn toàn ông Quy Sơn ổng biết. Ổng biết cái công thức giải thoát như thế nào. Nhưng mà ổng biết được, ổng tham gia vào những cái lời nói của các vị Phật thì được. Nhưng mà công thức hoàn toàn không hiểu được. Đó. Trong các cái tổ mà Quy Sơn đã gọi là tổ Quy Sơn là Quy Sơn Tông Tàu Động. Là nếu mà nói về đệ tử lục tổ là ông Quy Sơn này là số 1, được thứ ship vào đệ tử lớn của Đức Lục Tổ Huệ Năng ở chúng bên trong. Nhưng mà hoàn toàn không hiểu cái này. Nhưng mà ông nói rất hay. Vì thế mà ông nói sau cùng á, ông nó tu để trước khi hòa thượng nửa chết thì đi đâu, ông nói chết thành con trâu dưới núi. Rồi ông chết thành con trâu. Vì thế mà nó có gì cái chuyện mà thập ngục ngu đồ, nó là do lấy cái chuyện cái cốt tích của Tổ Quy Sơn viết cái thập mục ngu đồ này, thấy không? Bởi vì các tổ không biết, mà tôi nói thiệt tới Trần Nhân Tông cũng không hiểu cái này. Là sao? Là vì cái Thiền Tông này nó bí mật, nó truyền đi, nó giữa cái người viết và cái người dịch ra, nó có hai người biết thôi. Còn mấy ông tổ rồi đi là gọi là cầm cái bản đồ đi thôi, chứ bản đồ mà không có chữ á. Chứ có chữ còn ráng đọc được là chữ được, không có chữ. Nó đặc biệt cái Thiền Tông nó nằm ở chỗ này. Rồi câu hỏi tiếp đi. Thưa bác, câu số 7. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm thứ nhất trang 24 có ghi: Ngài Di Lặc Bồ Tát nghĩ ông Pháp Vương Tử Văn Thù Sư Lợi này đã từng gần gũi cúng dường vô lượng các đức Phật đời quá khứ, chắc đã thấy tướng hy hữu này. Nay ta nên hỏi ông, vậy con xin hỏi bác, tại sao Ngài Văn Thù Sư Lợi là Pháp Vương Tử ạ?
Chứ pháp là lời dạy, vương là vua, tử là một con người nói. Ông này thuộc về kêu bằng cổ Phật. Giang Thu sư lợi thuộc là cổ Phật chuyên môn đi phụ tá cho mấy ông Phật. Mai mốt này là ông này cũng đi phụ tá cho ông A Dật Đa đó. Tất cả những người này là chuyên đi phụ tá để mà dạy cái thiền tông này, dạy cái giải thoát này nè. Nó thành ra hồi xưa đó ông này được xếp về cổ Phật xưa đó. Nó mà không biết từ nào mà nói là Phật xưa. Tất cả những gì Phật mà ra đời ở bất cứ một nơi nào thì phải có những cái Bồ Tát, những ông này để mà giả dạng một Bồ Tát để trợ giúp. Không có mấy ông này không giải thiền tông không giảng được. Không có ông Dân Thù với ông Phổ Hiền hoàn toàn đạo Phật thiền tông không phổ biến được. Hai ông này là hai cánh tay đắc lực của một vị toàn năng toàn giác, bất cứ ai phải hiểu cái nguyên tắc này. Vì thế mà ông Diệu mới khen vậy thôi. Chứ sự thật là những người này là hỗ trợ đắc lực cho một vị Phật. Bây giờ nói về tới thế gian này, một vị lãnh đạo thế giới này thì phải có những cái phụ tá đặc biệt thì lãnh đạo mới được. Còn nếu không có không được. Mà tôi không nói sâu vô. Ngày xưa tại sao Lê Lợi phải có Lê Lai? Không có Lê Lai, Lê Lợi còn sống không? Không có Lê Lai, của Chúa Quân Minh nó giết Lê Lợi mất rồi. Thấy không? Tất cả những gì mà Minh Quân ra thì phải có những tướng lãnh giỏi, tướng tài giỏi mới giúp được. Còn không có thì không được. Thế giới này nó là vậy. Giờ con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, câu hỏi số 8. Như vậy đã có vô lượng các Đức Phật đời quá khứ đã giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có phải không ạ? Tôi nói rồi, trái đất này là 1 triệu Phật, bao nhiêu? Ông nào ra cũng phải giải bằng, muốn dẫn về Phật giới bằng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cũng mà bao nhiêu mấy chục quyển này, 12 quyển bộ kinh Đại Thừa, ông nào cũng phải giảng này. Rồi kinh trường bộ trường ở Hàm cũng tiểu thừa cái này. Có nhiêu đây xào qua xào lại thôi. Bây giờ đời nào cũng vậy. Tiểu học thì phải học chương trình tiểu học, trung học cũng vậy, đại học cũng vậy. Chứ có ông nào khác đâu. Bởi vì cái hệ thống Phật giáo mới ra thì phải dạy sao? Phải dạy năm pháp môn vật lý. Sau cùng tới đời văn minh mới dạy cái pháp môn khoa học vật lý. Ông nào ra cũng chương trình vậy thôi. Nhưng mà cái người khác nó đóng. Nhưng mà nếu mà tính theo cái kinh đó, thì nói là tất cả những gì mà phụ tá này là phải đúng là những người có năng lực này ta mới làm phụ tá tả hữu một ông Phật được. Một ông Phật giờ có giỏi cái nào cũng không làm được hết. Một ông vua có giỏi cái nào mà không có văn võ song toàn á ha, thì kể gì không ăn khua vậy. Vua thì phải có văn võ song toàn, hai cái người này phải toàn diện, giỏi toàn diện thì mới cơ đồ mới vững vàng được. Còn nếu không văn võ song toàn thì xin lỗi các nhà đó, giờ nó vui thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, câu hỏi số 9. Các cõi nước trang nghiêm của các Đức Phật là ở đâu trong vũ trụ này ạ? Và các cõi đó cấu tạo bằng vàng hay bằng gì ạ? Bây giờ thì trang nghiêm vương nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong cái tất cả như bây giờ này. Sáu trên đất. Bây giờ ông Thích Ca có trang nghiêm không? Có chứ sao không có. Nhưng mà tại vì lệ tử làm sai. Bây giờ cái thời buổi mà Thượng Pháp, rồi cái thời bảo Trung Pháp, các Trung Pháp các chùa rất nghiêm túc. Mạt Pháp các chùa bắt đầu sai toàn bắt đầu. Bởi vì tu theo giáo kinh thì rất tốt, rất đúng. Mà qua giáo lý không sai giáo lý nó sai liền. Đó. Thành ra bây giờ đó, cái thời buổi này, thời buổi mạt Pháp là cái thời cái mà kêu cái đạo Phật trang nghiêm đã mất từ nay bao nhiêu năm? 3.000 năm sau cùng mà bây giờ còn có mấy trăm năm nữa, bắt đầu tới đời mạt Pháp là nó hết rồi. Từ khi ông Phật mà nhập Niết Bàn thì bắt đầu người ta lấy cái kinh của người ta dạy. Vì thế mà trong cái hệ thống Phật giáo chỉ có Pháp Nguyên Thủy là chuẩn nhất.
Tại sao 37 pháp quán, tại sao cái pháp nguyên thủy là có quốc sư, mà đại thừa chỉ có một hai nước có làm quốc sư thôi. Đại thừa Việt Nam mình có quốc sư, quốc sư Xuân Việt á. Campuchia bây giờ nó lập quốc từ bao nhiêu, từ khi nước Phù Nam nó mất tới bây giờ nước Campuchia vẫn có, luôn lúc nào cũng có quốc sư hết. Nước Phù Nam nó mất thì bây giờ nước Campuchia nó ra thì lúc nào có, mà ta bây giờ hiện giờ nó còn được hai nước có quốc sư, gồm ở nước Thái Lan với nước Campuchia. Nó còn vua mà, còn vua là nó còn quốc sư. Nó lấy mấy cái ông thầy mà gọi là đạt được kêu bà tứ quả thinh văn làm quốc sư cho vua. Thời Trung Pháp thì còn, nhưng một qua thời Mạt Pháp thì hoàn toàn đạo Phật biến mất không còn. Mà chỉ còn cái tiểu thừa còn giữ đúng cái lời dạy ban đầu của Đức Phật thôi. Bây giờ con suy nghĩ, đại thừa là Việt Nam mà đó, có ông nào dạy còn đúng không? Giác ngộ hỏi còn không biết rồi sao? Rồi sao? Đó. Mà bây giờ cái Campuchia với Thái Lan nó ta còn chua, người ta tu rất cũng còn đúng. Bên đó giờ nó hỏi qua 37 pháp quán, nó nói rất hay. Đó, mình phải hiểu, thì duy nhất chỉ có nguyên thủy mới còn thôi. Còn ba cái đâu này, niệm Phật, niệm chú, rồi trung thừa, đại thừa, làm tà bảy cho ta tên. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, con có hai câu hỏi riêng của con ạ. Tại vì con có các bạn hỏi con mà con không nắm được vững, con xin bác giải thích dùm ạ. Thưa bác, Phật huệ là gì ạ? Phật là ông toàn năng thế gì? Chưa con biết chữ huệ nhãn là cái gì không? Thấy gì không? Thấy cõi vô hình. Thực chỉ cái thấy của cái ông Phật, thấy cõi vô hình là gọi là Phật huệ. Hiểu không? Dạ, thưa bác, trí huệ là gì ạ? Trí là cái hiểu biết. Cái huệ là chữ sáng suốt. Nếu nói con người trí huệ là con người sáng suốt, là trí huệ. Còn Phật huệ là thấy, cái tánh thấy của ông Phật. Hiểu không? Dạ, con hiểu. Thưa bác, vậy trí tuệ là gì ạ? Trí là cái hiểu biết. Cái tuệ là cái hiểu biết, kêu bằng minh bạch đó. Chứ tuệ là minh bạch. Cái trí hiểu biết minh bạch. Còn cái huệ là cái hiểu nó sáng suốt. Nó cũng giống vậy, nó đảo ngữ thôi. Cái minh bạch cũng như bạch này, thanh thiên, bạch nhật là gì? Là trời xanh rồi ban ngày nó sáng, phải không? Thanh thiên, bạch nhật. Còn mà tiếng mình á, trời sáng trắng là sao? Thì nó cũng là ban ngày thôi, nói là nói gì nó chỉ ban ngày thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa bác, vậy tri thức là gì ạ? Tri là biết, thức là cái biết, hai cái này nó nhập đó. Biết chồng thêm biết bị đi luân hồi. Cái câu này cái ông mà tri thức này coi chừng, tri thức coi chừng. Người ta không hiểu hai danh từ ta dùng chung nhau. Kêu bằng người ta đã dùng là kêu bằng sáng bạch. Bạch cũng sáng, mà bạch thì cũng sáng, mà sáng thì cũng bạch. Ta dùng cái từ gọi là trùng, gọi là điệp ngữ á, mà ta không hiểu. Rồi hỏi tiếp. Thưa bác, vậy thiện tri thức là gì ạ? Thiện là người hiền lành, tri là biết, cái thức biết hiền lành. Bởi vậy nói là cái người là, ví dụ con phổ biến cái gì mà gọi tên cách hiền lành thì nói con là thiện tri thức. Mà biết đúng mà nghe, chứ không phải biết tầm bậy. Gọi là thiện tri thức. Rồi câu hỏi tiếp. Thưa bác, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có câu Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Xin bác giải thích rõ cho con ạ. Đúng vậy. Đó là vì Như Lai chỉ vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện trên thế gian này. Chỉ vì một mục đích, một sự việc mà Phật mới xuất hiện trên thế gian này. Đại sự nhân duyên mà Như Lai xuất hiện trên thế gian này chính là để chỉ bày cho chúng sinh tỏ ngộ tri kiến Phật, Phật tánh. Chính vì nhân duyên này Đức Phật mới đến thuyết pháp dạy cho chúng ta tỏ ngộ Phật tánh đó. Như Lai
vì một đại sự nhân duyên xuất hiện ở trên thế gian này, đồng thời khai thị cho chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật. Pháp mà Ngài nói này đúng là Phật thừa viên mãn duy nhất. Đức Phật ra đời, nói đúng ra đó, cái câu này nó dịch sai mấy chữ. Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Con thấy tặc lắc. Chúng sanh là cái gì? Con bò có nhập tri kiến nổi không? Đức Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên khai thị con người nhập Phật tri kiến. Thay vì chúng sanh là con người, loài người, chứ không phải chúng sanh. Chúng sanh con gà, con chim cũng khai đến nhập hết rồi nổi. Chỉ con người mới nhập lại rồi. Mà con người nghĩa là thượng căn thượng trí mới nhập được. Có người mà kêu hạ căn hạ trí, hạ căn hạ trí là nó âm á, thượng là dương đó, mới nhập được. Thấy không? Bởi vì nó dịch sai, trong cái này nó dịch sai. Thì thôi mình cũng phải dịch theo nó thôi. Chứ nhưng mà khi phân tích thì mình mới dám nói. Chứ trong kinh người ta nói là chúng sanh ngộ nhập mà. Bây giờ mình nói con người ngộ nhập thì nó tặc, nó ông này không hiểu. Không? Nhưng mà khi giải thích ra, độ chúng sanh, đơn giản độ con người thôi chứ không có độ chúng sanh. Chúng sanh là nói các loài dọc động vật mà. Từ con vi trùng cũng là chúng sanh. Chứ đâu phải đấy. Thấy không? Mà ông trời cũng cuộc thì chúng sanh đó, nó cho con biết. Mà ông trời có độ không được, hoàn toàn không được. Ông trời ông chấp ngã lắm. Ông nói tao là trời, tao chấp ngã rồi. Cái người mà bình thường nha, họ mới tu được cái thiền tông. Còn người mà giàu quá họ không tu được. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, thưa bác, con đi trên đường trên qua huyện Tân Thắng, Hàm Tân, con thấy một ngôi chùa có đề hai chữ ở hai bên cổng. Một bên là đề thanh tịnh, một bên là đề giải thoát. Vậy thưa bác, chùa này chủ trương tu gì ạ? Này tu tưởng, nghe người ta nói thì nói thôi thì chứ làm thì thiếu gì. Ở đâu cũng người ta quay nơi chuyên môn giác ngộ giải thoát, khổ tu tưởng thôi, vô trong đâu có ai giác ngộ giải thoát đâu. Muốn khẳng định cái chùa đó tu gì đó, tại sao cái chùa Tân Diệu chuyên dạy giải thoát, ta nói rõ ràng chuyên môn mà, thấy không? Tu cốt để thành Phật chứ không phải thành ma, phải khẳng định như vậy mới đúng. Còn ví dụ nghe người ta cái danh hiệu là giác ngộ giải thoát cũng để giác ngộ thôi, phải thêm chữ chuyên vô. Ví dụ con ở ngoài con mở cửa hàng chuyên bán cái gì, còn nếu mà để bán thì là có nghĩa là con không có chuyên môn, con phải có chữ chuyên vô, chuyên ngành vô thì mới khẳng định là tôi đã làm chuyện đó. Mà người nào dám để chữ chuyên thì người đó mới là khẳng định được. Còn không có chữ chuyên thì thôi hoàn toàn đấy. Về chùa Tân Diệu ghi là chuyên dạy giải thoát, dám công khẳng định. Tu để thành Phật khỏi quyết rằng, chứ không phải là nó giỡn. Thấy không? Còn cái kia để xin lỗi con đi thay, thấy này ta để, mình cũng để cho vui thôi. Chứ biết cái gì? Con vô con hỏi coi, biết không? Hoàn toàn không biết. Rồi, hỏi tiếp đi. Dạ. Con cảm ơn bác. Câu hỏi của con đã hết ạ. Con chúc bác mạnh khỏe ạ. Rồi, cảm ơn câu hỏi.